Hôm nay chúng ta làm món ba chỉ chiên sóc tỏi. Cái này nghe nó sạch sẽ. Rồi, nó không bị tanh. Tanh. Chuẩn bài không? Đấy, ngon lành tôi cứ luôn. Chân bẩn là cái nước nguồn này. Ngoài vào thịt nữa. Đúng okay. Rồi, nào bây giờ đổ nước này đi. Okay. Đầu tiên là mình phải thái ra thành miếng to như thế này, sau đấy chúng ta mới lại sắt thêm miếng bé nữa đúng không? Lão thuần làm đi. Làm đi, đúng ngày luôn. Nào, đây, mình cứ thái miếng dọc như này là ngon. Làm cái này nó đi đã. Đây này, đấy. Nó bằng phẳng miếng mới đẹp. Đúng rồi. Đấy chưa? Phần luôn. Úi giờ. Không, tí còn thái nha. Đấy. Đấy. Cái này thì ấy rồi. Đấy. Đẹp chưa? Con lợn hôm nay ngon đấy. Quá ngon rồi. Đây này. Con lợn hôm nay là mình phải dình của nhà bà kia là lấy ở tận trong làng ra, người ta nuôi không tăng trọng. Thì vuông đây. Ngon lành tướng tướt luôn đó. Ui dồi, con dao này ngọt vơ. Máy ngọt. Thế như này nhá. Như này nhá, nhớ như này nhá. Đấy, xong rồi. Ngon lành rồi. Bây giờ đến lượt mình ướp thịt phải không? Thịt, vào luôn nào. Chơi, nào đây. Vào việc. Tỏi, dập tỏi ra. Đấy. Đấy. Dập tỏi ra xong bắt đầu mình mới ướp đó. Đấy, hành như này nó mới đẹp. Hôm nay mới là làm gì? Tắm mưa tay rồi. Nào, bắt đầu tỏi sẽ cho tỏi vào này. Tỏi đó. Ướp tỏi trước này, đúng không? Ướp tỏi phải không? Hành tím này. Hành này. Hạt tiêu. Sa tế này. Tế xong, bây giờ chúng ta sẽ cho ít hạt tiêu vào nó mới ngon lành đúng không em? Làm gì thì làm, không thể nào thiếu được hạt tiêu, phải không? Đấy, bây giờ là tương ớt. Tương ớt. Cái tương ớt tự nhiên nó thơm. Đấy. Tương ớt gia truyền của ông Võ làm ấy. Chuyển. Nào. Ôi giời. Cái này là khâu đảo này là quan trọng lắm ấy. Mình phải bóp được này thì nó mới ngấm vào thịt. Thịt này. Đấy. Ôi trời ơi. Mới đảo này đã thấy thơm nức cả mũi rồi này. Đấy. Đấy. Ôi trời ơi. Bác phải xử lý rồi. Ngô nhà anh thân chồng phải không? Ngô thật. Ngô trên đùi ấy. Ngô này là ngô nếp ngô trắng. Ngô trên đùi ấy. Ngô nếp trắng. Phấn đúc đang làm thì mình hát một bài cho mình. Trời ơi. Hát một bài. Bắt đầu chúng ta nhóm bếp được rồi đấy. Nhóm bếp đi.
Nó mèo đây, nào để đây chỉ cho nó ngấm nhá. Rồi không cho. Mình thử miếng xem nó vừa miệng kìa. Củi ra cứ phải gọi là tha hồ luôn. Thích là đun ấm ấm. Đấy, thấy rồi đấy. Chuẩn bị lên chảo đi. Anh Sơn này. Bếp cực chất lượng luôn. Thôi, chắc có khả năng bỏ ra. Mà chấm chấm chéo. Từ từ. Đấy. Xong thành phẩm rồi. Ngon. Ngon quá tuyệt vời luôn. Ăn giống thịt nhỉ. Kiếp tôi ăn phải dân thế. Để con gái thì phải ăn được. Tuyệt vời. Giòn á, ngon. Đấy cái đấy giòn ngon. Còn một chiếc bỡ. Ngon. Miếng nào cũng ngon. Tuyệt vời. Ngon. Rồi. Rất vời. Ăn nhanh. Ôi mình. Ô, ngon. Chào con nha. Đấy. 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 Đ
Đặt sẵn đấy. Nhanh. Ông ơi.